Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình. Ba tù nhân lương tâm trại số 6 tuyệt thực. Ngày 28 tháng 9, AFI tiếng Việt cho hay, ba tù nhân lương tâm trại giam số 6 đồng loạt tuyệt thực, đòi nhà nước phóng thích hết tù chính trị. Theo đó, ba tù nhân lương tâm ở trại số 6 Thanh Chương, Nghệ An đã thông báo tuyệt thực kể từ ngày 28 tháng 9 để phản đối chế độ giam giữ hạt khắc và yêu cầu trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm ở Việt Nam. AFA cho biết trong một cuộc gọi điện thoại về nhà cho gia đình ngày 27 tháng 9, ông Trịnh Bá Tư đã nói với chị dâu của mình là bà Thu Đỗ rằng từ ngày 28 tháng 9, ông cùng với hai tù nhân lương tâm khác là Bùi Văn Thuận và Đặng Đình Bách sẽ bắt đầu tuyệt thực. Và đây là hình bài trên AFA. AFA trích dẫn thông điệp và mục tiêu của cuộc tuyệt thực được bà Thu Đỗ loan tải trên Facebook của mình như sau. Một là kêu gọi nhà nước phóng thích tù chính trị và các nhà hoạt động xã hội nhằm mở đường cho đất nước dân chủ hóa để thiết lập một nhà nước pháp quyền. Từ đó mới có thể bảo vệ thực chất quyền con người cho từng người dân. Chỉ có như vậy, đất nước mới bước vào một cuộc chuyển mình vĩ đại. Đảng Cộng sản Việt Nam cần từ bỏ quyền độc tôn với nhà nước và xã hội. Thứ hai là phản đối chế độ giam giữ hà khắc, vô nhân đạo của Thái Văn Thủy, Nguyễn Văn Du là những người đứng đầu phân trại 1, trại giam số 6 Nghệ An. Yêu cầu chấm dứt ngay chuồng cọp và sự hủy hoại sức khỏe, tinh thần của tù nhân chính trị. AFA cũng cho biết, trong cuộc gọi điện nói trên, ông Trịnh Bá Tư cho biết, lần này mọi người sẽ chiến đấu quyết liệt để đạt được mục tiêu đề ra. AFA cũng dẫn lời bà Trịnh Nhung, vợ của tù nhân lương tâm Bùi Văn Thuận nói rằng, kể từ ngày 11 tháng 4, các tù nhân chính trị khu K1, bao gồm chồng bà, đã bị giam giữ trong các khu vực biệt lập, thường được gọi là chuồng cọp, không được phép ra ngoài để tập thể dục hoặc sinh hoạt. Điều này là trái với quy định của trại giam rằng các tù nhân được ra sân chung để sinh hoạt văn nghệ, thể thao vào mỗi chủ nhật hàng tuần. Và đây là hình 3 tù nhân lương tâm ở trại giam số 6 từ trái qua Bùi Văn Thuận, Trịnh Bá Tư và Đặng Đình Bách. Đặc biệt là trong mùa hè nóng bức, theo lời ông Thuận kể lại với bà Nhung, các tù nhân lương tâm phải sống trong những phòng giam nhỏ hẹp với điều kiện vệ sinh rất kém. Bên trong phòng giam chỉ có một chiếc quạt không đủ để lưu thông không khí trong thời tiết nóng bức. Anh Thuận bị giam ở trong một căn phòng 3 người nhưng chỉ rộng 12 mét vuông và nhà vệ sinh tắm giặt ở trong cái buồng đó luôn thì cái không gian rất là nhỏ mà ba người ở trong đó rất là tù túng và bị nhốt trong phòng gần như suốt ngày, bà Chung kể lại. Điều này đã khiến ông Thuận bị giảm cân và suy yếu về sức khỏe, tinh thần căng thẳng và mệt mỏi trong thời tiết khắc nghiệt của mùa hè miền Trung. Theo AFA, khi biết chồng mình chuẩn bị tuyệt thực trong trại giam, bà Nhung bày tỏ nỗi lo lắng cho sức khỏe của ông vốn đã không tốt do điều kiện sinh hoạt thiếu thốn. Tuy nhiên, bà cho rằng hành động này của ông Thuận là chính đáng và bà luôn đồng hành ủng hộ chồng. Vẫn theo AFA, ông Trần Huỳnh Duy Thức, cựu tù nhân lương tâm nổi tiếng, vừa bị trại giam số 6 cưỡng bức đặc xá vào ngày 19 tháng 9, đã công khai lên tiếng ủng hộ ba người từng ở chung trại trước khi ông được phóng thích. AFA cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên ba tù nhân lương tâm này tuyệt thực trong trại giam số 6. Ông Trịnh Bá Tư, 35 tuổi, là một nhà hoạt động vì quyền đất đai, bị tuyên án 8 năm tù giam hồi năm 2020 với tội danh phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước cùng với mẹ và anh trai. Luật sư Đặng Đình Bách, 46 tuổi, đang thụ án tù 5 năm về tội trốn thuế. Ông Bùi Văn Thuận, 43 tuổi, đang thi hành án 8 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin ba tù nhân lương tâm trại số 6 tiếp tục tuyệt thực. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Lê để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam tặng gạo, máy tính và tỏ tình đoàn kết với Cuba trong chuyến thăm của ông Tô Lâm. Ngày 27 tháng 9, FA tiếng Việt loan tình, Việt Nam tặng Cuba 10.000 tấn gạo, 500 máy vi tính nhân chuyến thăm của ông Tô Lâm. Theo đó, tại buổi hội đàm cấp cao vào chiều ngày 26 tháng 9 tại Havana, Cuba, ông Tô Lâm đã thông báo với Chủ tịch nước, bí thư thứ nhất Cuba, Michel, về việc đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng nhân dân Cuba 10.000 tấn gạo. Ngoài ra, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tặng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba 500 máy tính. AFA dẫn đại tiếng nói Việt Nam VOV cho biết, Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định lập trường không đổi của đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam là đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba, yêu cầu dỡ bỏ các lệnh bao vây, cấm vận đối với Cuba, đưa Cuba ra khỏi danh sách đơn phương các nước bảo trợ khủng bố. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết ông Tô Lâm thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Cuba sau chuyến làm việc tại New York ở Mỹ để dự hội nghị tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Tô Lâm cũng có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước khi lên đường sang Cuba và khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Washington. Theo AFA, trong cuộc gặp mới đây tại Cuba, lãnh đạo hai nước đồng ý tăng cường hợp tác, trao đổi giữa các bang, cơ quan tham mưu của hai đảng trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp nghiên cứu mô hình hợp tác sản xuất nông nghiệp nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản lượng và năng lượng sản xuất tại chỗ, phát triển ngành nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực. Cả hai nhất trí tiếp tục tích cực hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức diễn đàn quốc tế. Trước đó vào ngày 25 tháng 9, AFI đưa tin ông Tô Lâm kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận Cuba. AFA cho hay, trong bài đọc tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tối ngày 24 tháng 9, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kêu gọi Hoa Kỳ bỏ cấm vận đối với Cuba, nước cộng sản anh em với Việt Nam, đồng thời quyết liệt phản đối các hành vi cô lập và cấm vận đơn phương. Và đây là hình bí thư thứ nhất đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Michel, tiếng tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân. Vẫn theo AFA, Bài phát biểu của ông Tô Lâm được thực hiện tại lễ khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 79 với chủ đề Không để ai bị bỏ lại phía sau, hành động đoàn kết để thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững, phẩm giá con người vì các thế hệ hôm nay và tương lai. AFA cũng cho biết trong bài phát biểu của mình, ông Tô Lâm đã chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam cho một tương lai hòa bình, ổn định. Trong đó có tôn trọng thể chế chính trị mọi nước đã lựa chọn và được nhân dân ủng hộ và quyết liệt phản đối các hành vi cô lập và cấm vận đơn phương, đi ngược lại với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hiệp Quốc. Khẳng định đoàn kết với nhà nước và nhân dân Cuba, kêu gọi Hoa Kỳ gỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống lại Cuba và đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Đây là những hành động cụ thể, thiết thực về sự phát triển bình đẳng, hạnh phúc của các quốc gia, cần thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới. Ông Tô Lâm đọc phát biểu của mình trước lãnh đạo các quốc gia tại Liên Hiệp Quốc. AFA cho biết thêm, Hoa Kỳ đã bắt đầu có các biện pháp cấm vận mạnh mẽ đối với Cuba từ đầu những năm 1960. Các doanh nghiệp Mỹ đã không được có hoạt động kinh doanh với Cuba từ năm 1958. Dưới thời của Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ đã nới lỏng một số cấm vận với Cuba. Nhưng vào tháng 11 năm 2017, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cho áp dụng các biện pháp cấm vận nghiêm ngặt trở lại đối với Cuba. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp, tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam tặng gạo, máy tính và tỏ tình đoàn kết với Cuba trong chuyến thăm của ông Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.